Mua Android TV Box Magic C giá siêu rẻ đến smartnew.vn. Mua màn hình máy tính giá rẻ nhất đến smartnew.vn. Nhưng mà rất vớ vẩn khi mà trong cái bảng xếp hạng này không có iPhone 11 Pro Max với 512.642 điểm AnTuTu. Đây là một điểm rất vớ vẩn luôn. GPU của iPhone 11 Pro Max đã là 208.000 điểm rồi. Đấy. Ok, có thể là họ thích chấm mỗi Android thôi, cũng được, không vấn đề gì cả. Hay là iPhone 11 Pro Max chưa đủ cái số lượng người chấm để họ đưa vào bảng xếp hạng này. Đấy, tuy nhiên, đây mới là chiếc điện thoại có hiệu năng cao nhất thế giới bây giờ, iPhone 11 Pro Max nhé các bạn nhé, chứ không phải là bất kỳ những điện thoại Android nào nằm trong top 10 này. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Như các bạn đã biết thì AnTuTu là một cái phần mềm chấm điểm hiệu năng trên những chiếc điện thoại smartphone bây giờ. Đấy. Tuy nhiên là AnTuTu mình cũng đã có một video nói rất là chi tiết về việc AnTuTu chúng ta chỉ để xem cho vui thôi. Đấy, mình nói thật luôn. Và không bao giờ mình tin tưởng vào AnTuTu. Đấy, không bao giờ luôn. Hoặc là nếu mà xem AnTuTu thì mình sẽ xem nó chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Tham khảo chắc mình nghĩ là tin được khoảng 23% thôi. Còn lại thì vẫn là những cái trải nghiệm thực tế về chiếc điện thoại đó, để xem là chiếc điện thoại đó chơi game như nào. Đấy, có những chiếc điện thoại mà AnTuTu nó rất là cao. Ví dụ như là chip 845 mà trên LG G7 chẳng hạn, chả ai bảo là ông LG G7 AnTuTu thấp cả. Nhưng cuối cùng chơi game thì chả ra cái quái gì. Đấy, rất vớ vẩn ở cái chỗ đấy. Đấy, nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng vui với nhau. Chúng ta sẽ cùng điểm danh top 10 chiếc điện thoại có điểm số AnTuTu cao nhất trong tháng 11 năm 2019. Những chiếc điện thoại đó là gì, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Phần lớn những chiếc điện thoại này thì Dương Dê đều đã từng có trên tay rồi. Đấy, và mình cũng nói luôn, đấy là cái tiêu chí mà AnTuTu họ đưa ra để mà xếp hạng cái này. Thứ nhất, đó là những cái sản phẩm đó phải được chấm AnTuTu nhiều cái đã. Đấy, ví dụ như là cái sản phẩm màn hình hai mặt, ví dụ như con Nubia Z20 mà mình đã từng làm ấy, con đấy điểm số AnTuTu chắc chắn là cũng sẽ nằm ở trong cái top 10 này, nhưng mà nó không có ở đây bởi vì là nó được chấm ít quá nên là nó không được. Đấy, và những cái con này mình thấy là cũng là những cái con mà nó tương đối là phổ biến rồi. Đấy, nhưng mà trong cái bảng xếp hạng này thì không iPhone nhé các bạn nhé. Rồi phần 100% là Android thôi. Đấy, cái sản phẩm đầu tiên mà mình muốn nói cho các bạn đó chính là LG Phone 2, cái phiên bản RAM 12GB, bộ nhớ trong 512GB thì đang có cái điểm số AnTuTu rất là cao, nó rơi vào khoảng 496.600 điểm. Đấy, và mình cũng nói luôn, đấy là điểm số AnTuTu ấy thì nó cũng tùy lúc chấm, lúc điện thoại nó quá nóng điểm số AnTuTu nó thấp hơn. Đấy, rồi lúc điện thoại nó mát mẻ nó lại chấm điểm cao hơn, hay là lúc chấm AnTuTu chúng ta đã thoát hết các ứng dụng khác đi hay chưa. Đấy, mỗi lần chấm AnTuTu nó cũng lệch nhau khoảng mấy chục nghìn điểm đấy, rồi là chúng ta chấm trên AnTuTu V7 hay là chấm trên AnTuTu V8 đấy, và tất cả những cái smartphone ở đây thì đều được chấm trên AnTuTu mới nhất, đấy là AnTuTu V8 đấy, mới nhất ở thời điểm hiện tại thôi. Rồi thì đối với LG Phone 2 nó có rất là nhiều những điểm nổi bật, ví dụ như là chip thì là chip 855 cộng rồi, thì không phải là chip mới nhất bây giờ, nhưng mà chip thương mại 865 thì cũng chưa được bán ra. Đấy, pin thì được là 6000, rồi là tối ưu hóa chơi game rất là tốt, kèm theo đó là cái thiết kế rất là hầm hố, thực sự là cực kỳ hầm hố luôn. Và cái con này thì được cái là màn hình của nó tần số quét cũng vô cùng cao, 120Hz, nó sẽ cho các bạn những cái trải nghiệm chơi game thuộc hàng tốt nhất thế giới bây giờ, và cũng không lạ lẫm gì khi mà LG Phone 2 đứng đầu bảng xếp hạng. Đó. Sản phẩm xếp hạng thứ nhì đó chính là OnePlus 7T. Thậm chí là mình còn bất ngờ đến mức độ là OnePlus 7T còn xếp trên của OnePlus 7T Pro cơ. Đấy. Mà lại xếp trên của OnePlus 7T Pro phiên bản RAM 12GB chứ. Đấy, bởi vì mình cũng đã nói rồi, thế là AnTuTu lệch nhau một vài trăm điểm này không đáng kể, thậm chí là lệch nhau vài chục nghìn điểm. Vài chục nghìn điểm thôi cũng chẳng quan tâm gì cả, bởi vì là lúc chấm trên cùng một sản phẩm nó còn lệch, huống chi là trên những sản phẩm khác nhau, đúng không nào. Thì OnePlus 7T cũng là một sản phẩm với chip 855 cộng này, rồi là nó cũng là một sản phẩm mình đánh giá là thiết kế cũng tương đối ổn đấy, mặt lưng phía sau cũng khá là ổn, màn hình thì được là 90Hz luôn đó. Rồi pin thì mình đánh giá là mức độ bình thường đối với một sản phẩm mà có hiệu năng cao như thế này. Pin 3800 thì cũng ở mức độ bình thường thôi. Đấy, nhưng màn hình của nó chỉ là màn hình Full HD cộng, thì có lẽ là chính vì cái điều đó nên là với việc OnePlus 7T Pro có màn hình là 2K cộng, lúc mà chạy AnTuTu cái điểm đồ họa ấy, nó sẽ bị kém hơn so với cả OnePlus 7T. Đấy, nên thành ra là OnePlus 7T Pro là cái sản phẩm xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng ngày hôm nay, với cũng là 482.000, nhưng mà cái phần đuôi phía sau này nó bé hơn. Thì đối với cả OnePlus 7T Pro thì pin của nó trâu hơn, bây giờ pin của nó là 4085mAh rồi, nhưng mà mình nghĩ là sử dụng thế thì cũng chỉ xem với nhau rồi, vì nó phải gánh màn hình 2K. Đấy, màn hình của nó được nâng cấp hơn là màn hình 2K rồi. Hiệu năng thì có phiên bản tùy chọn RAM cao nhất là 12GB. Đấy, có chip 855 cộng và có camera thò thụt. Đấy, OnePlus 7T Pro cũng là một cái sản phẩm mà mình nghĩ là
đáng để cân nhắc. Và OnePlus 7T với 7T Pro thì đều được trang bị sẵn Android 10 hết, cũng là một điểm lợi thế hơn so với cả những sản phẩm khác. Đó, sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến cho bạn, sản phẩm này thì đang được bán tại Clickbuy luôn với một mức giá rất rẻ, chỉ rơi khoảng dưới 9 triệu thôi. Dưới 9 triệu chúng ta đã được một sản phẩm nằm trong top 10 hiệu năng cao nhất trong tháng 11 vừa rồi rồi. Đấy chính là Realme 2 Pro. Realme 2 Pro là sản phẩm chip 855 cộng rẻ nhất với mức giá tại Clickbuy dưới 9 triệu đấy, mình cũng đã nói đấy. Ở ngoài cái chip 855 cộng ra thì nó cũng sẽ có một số những ưu điểm, ví dụ như là màn hình Full HD cộng, nhưng được cái là màn hình tần số quét khá là cao. Tần số quét của nó là 90Hz, không phải là đến 120Hz như kiểu là LG Phone 2, nhưng 90Hz cũng là mức độ đủ cao rồi. Đấy. Pin của nó thì cũng là 4000mAh, nhưng mà được cái là con này là có sạc siêu nhanh luôn, sạc chỉ mất có 30 phút là đầy pin thôi. Đấy, admin Kha bên mình cũng đã có bài test pin cho các bạn rồi. Và bộ 4 camera phía sau của Realme 2 Pro là rất đẹp. Nếu mà chúng ta so sánh camera của nó so với cả LG Phone 2 OnePlus 7T với 7T Pro thì không có cửa để so sánh camera với cả Realme 2 Pro. Đấy, mặc dù Realme 2 Pro xếp thứ tư về mặt hiệu năng. Sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là OnePlus 7 Pro. OnePlus 7 Pro thì không được trang bị chip 855 cộng như là 4 sản phẩm đầu tiên. Đấy, nhưng mà nó cũng được trang bị chip 855, nó cũng rất là mạnh rồi. Bản chất là chip 855 với 855 cộng thì nó cũng chỉ lệch nhau có bao nhiêu nhỉ? 10-15% thôi. 10-15% hiệu năng thôi, cũng không lệch nhau quá nhiều đâu. Đấy. Đối với cả OnePlus 7T OnePlus 7 Pro chứ, thì đây là cái sản phẩm mà khi mà mình cầm ở trên tay mình cảm thấy rất ấn tượng, bởi vì cái màn hình 90Hz của nó cho một cái trải nghiệm nó vô cùng mượt mà, thậm chí là mượt mà hơn cả những cái sản phẩm mà màn hình 120Hz cơ. Đấy, pin thì cũng ở mức độ đủ tốt, 4000mAh, rồi là chip 855, rồi bộ camera về phía sau gọi là đủ dùng thôi, không phải là thuộc dạng quá xuất sắc. Sản phẩm tiếp theo nữa xếp hạng 6 đấy chính là OnePlus 7. OnePlus 7 thì vẫn là chip 855. Đấy, nhưng mà pin thì sẽ thấp hơn. Pin nó chỉ là 3700 thôi. Đấy, rồi bộ camera ở phía sau cũng là đủ dùng, màn hình thì cũng là Full HD cộng. Và OnePlus 7 thì nếu mình nhớ không lầm thì nó sẽ không được trang bị màn hình 90Hz như là con OnePlus 7 Pro. Đó. Sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là Xiaomi Redmi K20 Pro phiên bản Premium. Cái sản phẩm này thì có điểm số là 452.000 và xếp hạng 7. Mặc dù là nó sở hữu con chip 855 cộng đấy, nhưng mà các bạn cũng thấy luôn đấy, điểm số AnTuTu thậm chí là thấp hơn cả 855. Đấy, nên mình cũng đã nói rồi, chúng ta chỉ xem cho vui thôi. Đấy, K20 Pro Premium thì có những điểm cải tiến hơn so với cả K20 ở việc là nó sẽ có RAM, ROM tối thiểu là ngon hơn này, rồi là chip 855 cộng là tốt hơn, còn lại gần như là mọi thứ là gần như y hệt. Đấy, và mức giá thì lại đắt hơn rất nhiều, nên nếu mà như vậy thì mình sẵn sàng lựa chọn mua con K20 Pro phiên bản thường thôi tại Clickbuy với mức giá dưới 7 triệu còn hơn. Đó. Và cái nguyên nhân lý giải cho cái việc K20 Pro Premium có cái điểm số AnTuTu nó không được cao bằng những sản phẩm trên, bởi vì là cái bộ nhớ trong của nó sử dụng chỉ là UFS 2.1 mà thôi, chứ không phải là UFS 3.0. Đấy, cái tốc độ đọc ghi bộ nhớ trong nó cũng quyết định xem là cái điểm số AnTuTu của chúng ta có được cao hay không. Đó. Sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là Asus Zenfone 6, là xếp hạng 8 đây. Asus Zenfone 6 thì các bạn cũng biết rồi đấy, nó là một cái sản phẩm cũng khá là nổi bật với việc là có chip 855 với 6GB RAM hoặc 8GB, màn hình là Full HD cộng, có camera lật xoay đấy, rất là thông minh. Viền các thứ cũng khá là mỏng và viên pin rất trâu, 5000mAh. Tuy nhiên là Asus Zenfone 6 ấy thì là một sản phẩm bán rất chạy ở thị trường Đài Loan cũng như là một phần của thị trường Trung Quốc, nên là mới đưa được vào bảng xếp hạng ở đây. Cho mình thấy là Asus Zenfone 6 thì lại không bán chạy ở thị trường Việt Nam, mà thay vào đó một cái sản phẩm flagship mình nghĩ là bán chạy nhất ở thị trường Việt Nam trừ iPhone nhé, đấy chính là Samsung Galaxy Note 10 Plus. Đó, thì lại là xếp hạng 10. Note 10 Plus phiên bản chip 855 thì sẽ là 449.000, còn phiên bản chip Exynos 9825 thì sẽ là 443.000. Đấy, Galaxy Note 10 Plus thì không có gì phải bàn tới rồi. Thiết kế rất là đẹp, cầm lên như một tấm kính, màn hình 2K cực đẹp, hiệu năng đủ tốt rồi. Đấy, điểm là tôi đã nói lên cái điều đấy. Nhưng mà thay vì việc nói về con chip của nó thì chúng ta cũng sẽ nói là RAM rất thoải mái, 12GB, cũng như là bộ nhớ trong tối thiểu đã là 256GB rồi. Bộ 4 camera phía sau rất ngon luôn, nhưng mà 3 camera chính thì ngon, còn camera TOS thì mình cũng ít khi dùng. Nên camera trước thì cũng thuộc dạng xuất sắc. Rồi là thời lượng pin 4300 là đủ dùng ấy chứ, nếu không muốn nói là rất ngon. Đấy, có sạc nhanh 25W, chỉ sạc cho cái thiết bị này trong vòng có tiếng là đầy pin rồi. Đấy, rồi là có cây bút, có kháng nước kháng bụi, có giải trí âm thanh hay.
vân 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 vân, phiên bản Exynos ở Việt Nam bán là còn có cả tùy chọn 2 SIM nữa. Thì đấy là top 10 chiếc điện thoại có điểm số AnTuTu cao nhất trong tháng 11 năm 2019. Nhưng mà rất vớ vẩn khi mà trong cái bảng xếp hạng này không có iPhone 11 Pro Max với 512.642 điểm AnTuTu. Đây là một điểm rất vớ vẩn luôn. GPU của iPhone 11 Pro Max đã là 208.000 điểm rồi. Đấy, ok, có thể là họ thích chấm mỗi Android thôi, cũng được, không vấn đề gì cả. Hay là iPhone 11 Pro Max chưa đủ cái số lượng người chấm để họ đưa vào bảng xếp hạng này. Đấy, tuy nhiên, đây mới là chiếc điện thoại có hiệu năng cao nhất thế giới bây giờ, iPhone 11 Pro Max nhé các bạn nhé, chứ không phải là bất kỳ những điện thoại Android nào nằm trong top 10 này. Đấy, cảm thấy không ạ? Đấy, rồi các bạn có thể mua iPhone 11 Pro Max này tại Clickbuy, bởi vì chính bạn dựng video chỗ mình đã mua iPhone 11 Pro Max tại Clickbuy rồi. Đấy, 512.000 điểm. Và đặc biệt nữa là iPhone 11 Pro Max với pin 4000 cho một khả năng thời lượng sử dụng pin vô cùng trâu. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.